Mời bạn đọc đón nghe câu chuyện sự tích con gà trong cung hoàng đạo 12 con giáp. Bạn thậm chí không biết, trên thực tế, trong tử vi của Trung Quốc không có con gà trống nào, nhưng con gà trống có đầu óc hoạt bát, nó lấy một chiếc lông phượng cắm vào người mình. Nhìn những con gà trống có lông phượng đung đưa trên đuôi, nheo mắt và mỉm cười với chúng, và những điều anh dự định trong đầu cuối cùng cũng thành hiện thực. Sau đó, nó sung sướng bay qua con phượng hoàng và bay đến cái đĩa lớn để đo gió, và từ đó nó trở thành một trong 12 cung hoàng đạo. Sau khi tỉnh dậy, Phượng Hoàng đã rất không tin sau khi nhận được thông báo và anh thể sẽ tìm kiếm công lý. Trong chuyến bay, tôi tình cờ nhìn thấy người bạn tốt là hổ Siberia đang ngủ, nên tôi định rủ nó nhập nhóm và cùng nhau đi săn gà trống lớn. Con hổ rất trung thành và sẵn sàng đồng ý. Theo yêu cầu của Phượng Hoàng, chú gà trống có gắn lông phượng ngẩng cao đầu, trông đầy khí khí. Tuy nhiên, khi nhìn thấy con Phượng Hoàng đến đòi nợ và con hổ độc đoán trên mặt đất, anh ta sợ đến mức toàn thân run rẩy và tất cả lông phượng hoàng đều rụng hết. Gà trống suy nghĩ một lúc rồi cũng vào trạng thái chiến đấu, nhưng so với sức mạnh của hổ, nó cảm thấy phượng hoàng dễ bắt nạt hơn. Bằng cách này, phượng hoàng và gà trống đã chiến đấu trên không trung trong 300 hiệp và gà trống bị bắn hạ bắt đầu thở hồn hển. Tuy nhiên, trước khi nghỉ ngơi, hổ cũng nhập trại để chiến đấu và tấn công với phượng hoàng. Trong lúc nhất thời, ba con đánh nhau lộn xộn. Không ngờ huynh đệ không phân biệt, cuối cùng vì quá ồn ào mà gây náo loạn thiên đế, nhưng thiên đế là người hòa hoãn, không muốn đền tội nên đã thuyết phục ba con đó họ. Đoàn kết và sống trong hòa bình, diện mạo của hoàng đế của thiên đàng. Thiên đế không nói gì, nhưng là yên lặng nhíu mày, thấy vậy, đại hắc vốn là rất nhạy cảm, vội vàng khiển trách phượng hoàng bọn người. Vì vậy, dưới sự xúi dục của một nhóm quan chức không quá sôi nổi, ba con vật đều bị đưa vào lò luyện đan của thái thượng lão quân và nướng trên lửa trải qua quá trình tôi luyện từ 7 đến 49 ngày, lò luyện đan tỏa ra mùi thơm thoang thoảng và họ được luyện tập bằng một tiếng nổ.